Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Săn tin 24 giờ. Trong chương trình hôm nay có nội dung chính như sau. Tàu thám hiểm Curiosity rover của NASA đã phát hiện bông hoa tí hon trên sao hỏa. Theo CNN, đây có thể là lần gần nhất chúng ta từng tìm thấy một bông hoa trên sao hỏa. Trong quá trình điều tra liên tục về đá sao hỏa trong miệng núi lửa Gale, tàu thám hiểm Curiosity đã vấp phải một bất ngờ nhỏ. Hiện vật trên đá giống như một mảnh san hô hoặc một bông hoa nhỏ hơn một xu. Theo NASA, bông hoa trên sao hỏa và các mảnh hình cầu bên cạnh nó được cho là được tạo ra trong quá khứ xa xưa khi các khoáng chất giòn nước mang theo kết dính với đá. Tàu Curiosity đã chụp một bức ảnh về sự sắp xếp đá nhỏ vào ngày 24 tháng 2 bằng cách sử dụng Mars Handland Imager, một máy ảnh nằm ở phần cuối của cánh tay robot của nó. Phát hiện này tương tự như các đặc điểm nhỏ khác mà Curiosity đã phát hiện trong quá khứ tất cả đều được hình thành khi chất lỏng khoáng hóa đi qua các ống dẫn trong đá, theo cơ quan này. Trước đó, nhà thám hiểm cơ hội cũng đã phát hiện ra quả việt quất trên sao hỏa, những quả hạch nhỏ chứa khoáng chất biểu thị loại đất từng có nhiều nước trên hành tinh đỏ. Mỗi hình ảnh mà Curiosity thu thập và chia sẻ về những đặc điểm này đang giúp các nhà nghiên cứu tổng hợp lại niên đại của sự hiện diện của nước trong miệng núi lửa. Cuối năm nay, Curiosity sẽ kỷ niệm một cột mốc quan trọng, kỷ niệm 10 năm sao hỏa. Curiosity hạ cánh xuống hành tinh đỏ vào ngày 5 tháng 8 năm 2012. Nó đã khám phá miệng núi lửa và đặc điểm màu sáp ở trung tâm miệng núi lửa trong thập kỷ qua. Nhiệm vụ được thiết kế để xác định xem liệu sao Hỏa có bao giờ có thể sinh sống được cho sự sống của vi sinh vật hay không. Ngay từ sớm, người thám hiểm được đặt tên khéo léo đã phát hiện ra bằng chứng hóa học và khoáng chất khẳng định khả năng sinh sống của hành tinh vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi của nó. Kể từ đó, Curiosity đã nghiên cứu hồ sơ địa chất để tìm hiểu thời điểm sao hỏa có thể thích hợp nhất để sinh sống. Curiosity tiếp tục tìm đường băng qua những tảng đá và dặn núi sắc nhọn, đồng thời thu thập các mẫu đất đá để phân tích. Chiếc máy bay cỡ ô tô này đã mở đường cho máy bay trực thăng Perseverance Rover và Ingenuity hiện đang khám phá miệng núi lửa Cesaro, nằm cách đó 2.300 dặm, 3.700 km, và cuối cùng sẽ trả các mẫu sao hỏa đầu tiên về trái đất thông qua các nhiệm vụ trong tương lai những nỗ lực tổng hợp của những người thám hiểm này có thể giúp trả lời câu hỏi cuối cùng về việc liệu sự sống có từng tồn tại trên sao hỏa hay không